Xin chào các bạn. Trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn cách sử dụng phần mềm AutoCAD để các bạn có thể ứng dụng để trong các cái đồ án hay các cái bản vẽ mà nó tương đối phức tạp. Thì cái điểm mạnh của AutoCAD đó chính là khả năng zoom rồi vẽ nhanh hơn so với các phần mềm khác. Dù bản vẽ phức tạp đến mấy thì cũng có thể được trình bày trên bản CAD. Nên là chính vì thế mà đã học kỹ thuật thì nên biết cách sử dụng phần mềm AutoCAD. Thì vấn đề chúng ta ấy là chúng ta có thể tiếp cận được cái phần mềm CAD này theo nhiều cách khác nhau. Nhưng mà theo mình nghĩ thì các bạn nên học cách sử dụng phần mềm này một cách chuyên nghiệp một chút. Đó là các bạn thì nên học cách sử dụng phần mềm này bằng với hai bàn tay của các bạn với các chức năng khác nhau. Ví dụ đối với phần mềm Word, các bạn sẽ phải dùng hai bàn tay để gõ các cái phím, nhưng đối với phần mềm AutoCAD thì bạn lại chỉ nên là một tay, ví dụ như tay phải sẽ chuyên biệt để cầm chuột Z, tay trái thì sẽ thường xuyên để ấn lệnh để cài đặt thông số rồi là gọi lệnh vân vân. Có nghĩa chúng ta sẽ hai tay hai chức năng khác nhau để chúng ta có thể là có được một cái tốc độ vẽ nhanh nhất đến mức có thể. Đấy, thì buổi trong cái video này thì mình sẽ chủ yếu là đi về cái giới thiệu cho các bạn phần mềm này trước để các bạn có những cái hình dung về cái phần mềm trước. Thì mình sẽ khởi động phần mềm AutoCAD lên các bạn nhé. Phiên bản mình sử dụng ở đây là phần mềm Autodesk 2015, CAD 2015. Nếu như bạn nào mà cần phần mềm này, các bạn sẽ để lại cái comment ở phía dưới, mình sẽ chuyển link cho các bạn. Và có cả một cái phần hướng dẫn cài. Trước đây mình đã đưa lên nhưng mà đã bị YouTube gỡ rồi vì vi phạm bản quyền. Thì bạn nào mà cần phần mềm thì các bạn cứ để lại cái địa chỉ email. Thì đây là cái phần khi chúng ta khởi động lên nó sẽ ra cái màn hình như thế này. Thì chúng ta muốn bắt đầu một cái file nào đó thì các bạn sẽ kích vào Start Logging. Nếu như bạn trước đó bạn đã mở những file ở phía trước, tức là ví dụ bạn đã vẽ dở rồi bạn tắt đi rồi lúc khác bạn mở cái phần mềm này lên thì nó sẽ tự động mở ra cái những cái file gần nhất đấy, thì cũng giúp bạn là có thể truy cập nhanh. Thế bạn trong trường hợp này là mình sẽ tạo ra một cái file mới nhé, Start Logging nhé. Đây là cái giao diện để giúp các bạn có thể là tiếp cận được cái phần mềm AutoCAD này các bạn này. Khi bạn nhìn vào đây, bạn nhìn thấy ở phía trên này này chính là cái thanh công cụ giúp cho các bạn là gọi nhanh các cái lệnh vẽ đây. Ví dụ như là line đường thẳng này, đường cong này, đường tròn này, vân vân. Đây, làm đây hết. Đấy. Vậy nhé, các bạn thể trong này mình sẽ đi khi đi vào từng cái một thì mình sẽ cụ thể sau, nhưng mà chúng ta sẽ trước mắt chúng ta sẽ hiểu nó như thế. Bạn muốn insert cái gì ảnh hay muốn cái gì ở đây nó nằm đây hết này. Nhưng chúng ta vẽ hay vẽ thì lệnh vẽ thì nằm đây. Đấy. Thế đầu tiên là các bạn sẽ tìm hiểu cái phần mềm CAD này, bạn sẽ thấy là cái phần mềm của mình ý, thông thường chúng ta ví dụ như cái Word chẳng hạn, đây Word đây thì ta thấy là nền trắng thì cảm giác như nó sẽ dễ chịu hơn. Đấy, cái này tùy từng người thôi, có người ta quen thì sẽ vẽ nền đen thì nét của nó màu trắng thì nó sẽ dễ nhìn, nhưng có người lại quen là nền trắng thì các bạn muốn để đổi nền trắng các bạn sẽ vào có hai cách này. Mình chỉ cách thứ nhất này, các bạn sẽ để con chuột trên màn hình này, chuột phải này, vào cái option này, các bạn nhé, đấy, option này, đấy, đây khi bạn nhìn thấy đây, thì cái tab display này chính là cái chỗ để các bạn chỉnh được cái toàn bộ những gì bạn mong muốn về mặt hiển thị. Đầu tiên là các bạn đã nhìn thấy cái mà bạn cái mong muốn của các bạn đó là chuyển cái nền của cái bản vẽ này thành màu trắng, thì bạn sẽ vào cái color các bạn nhé, đây color này. Dù bạn dùng bản CAD nào thì nó cũng thế này thôi. Color nhé. Đấy. Thì ở đây nó có cái 2D model này. Và cái này là Uniform Background. Đấy, cái nền này. Bạn nhìn thấy cái nền nó đang màu trắng. À màu đen này.
Đấy. Thế bây giờ vì bên này đang chữ color là màu black nhé. Thế bây giờ bạn muốn chuyển sang màu trắng thì bạn sẽ kích vào cái mũi tên này. Nó sẽ sổ ra các loại màu cho các bạn chọn. Ví dụ mình muốn màu trắng thì bạn mình kích vào ngoài. Apply. Đấy. Ok. Đấy. Như vậy bạn xong là bạn thấy là cái nền của ta đang chuyển từ đen sang trắng. Nhưng mà xong các bạn lại thấy là cái khi chuyển sang đen sang trắng, các bạn thấy là nó có cái đặc điểm là lại có rất nhiều cái ô giống như cái ô của học sinh. Và đôi khi chúng ta có cảm giác như nếu để như thế này thì nó bị chuyển sang một cái trạng thái là nó khó nhìn, dễ lẫn vân vân. Thì bạn có thể là không nên không 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 để như này nữa. Thì bạn muốn bỏ nhé. Bây giờ bạn muốn bỏ cái ô lưới nhé. Ô lưới ở trên hiển thị nhé, đúng không? Thì bạn sẽ đánh cho mình cái lệnh OS nhé các bạn nhé. Nếu như mà bạn lưu ý là nếu như cái phần bật gõ chính tả ví dụ như Unikey hay Viettel mà nó đang bật thì hay có trạng thái như này, cái OS ấy, thì nó thành ó và hay quên luôn, tưởng ổn rồi chúng ta cứ ấn lệnh Enter chẳng hạn thì nó không chạy được cái lệnh của chúng ta nhé, nên chúng ta phải nhớ là chúng ta phải gõ là đúng lệnh chữ OS thì mới được nhé. Đấy. Nào, mình sẽ gõ thử cái lệnh OS này các bạn này, OS này, đấy các bạn nhìn này, ó này, không ra này, thì là OS này. Đấy, khi OS thì có nghĩa là nó giúp cho mình là chuẩn bị và lại cài đặt này. Thế thì bạn vào cái OS xong này, bạn hai cách là bạn có thể ấn phím Enter nhé, hoặc ấn phím Space nhé, cái phím dài ấy, Enter hoặc Space một trong hai cách thì mình ấn Enter cho các bạn xem này. Space cũng thế này. Trong kép thì cái Enter với Space nó là một. Đấy. Thì bây giờ bạn muốn tắt cái lưới này đi, bạn sẽ vào cái grid này, Snap and Grid này, ở cái đầu tiên ấy. Đấy, bạn sẽ nhìn thấy này, mình dẫn luôn cho các bạn đọc như này, đọc như này. Thì bạn sẽ vào cái grid on. Thì mình tích vào đây rồi nên là cái grid này nó mới bật lên, còn nếu mà mình bỏ tích đi thì nó sẽ tắt. Và cái phím nóng cho nó là nó sẽ là phím F7 trên bàn phím ấy. Rồi thì có cái chữ F7 thì ta cứ tích vào đây. Hoặc là ta muốn ấn bật lên ta lại ấn phím F7 thành phím nóng ta. Đấy. Ấn ok này các bạn nhé. Đấy, như vậy nó mất cái lưới đi. Và đây chính là cái chúng ta hay làm đối với một cái máy mới. Chúng ta đi vào chúng ta cài mới cài lên này, hoặc mượn máy của bạn này, ra quán để vẽ này, thì người ta thiết lập theo không theo ý mình quen thì mình có thể mình tự làm lại được. Đấy nhé các bạn nhé, đây các bạn vẽ đầu tiên này. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách vẽ đường thẳng này. Thì như lúc đầu mình đã nói đấy, là bạn có hai cách để tiếp cận với một cách vẽ. Một là bạn dùng cái thanh cụ như thế này, hai là bạn dùng phím nóng. Thế thì mình sẽ chỉ cho bạn cách dùng thanh cụ trước nhé. Ví dụ bạn muốn vẽ một đường thẳng, bạn cứ di con trỏ lên cái chữ line này. Đấy, line này, ấn vào đây. Đấy, mình làm lại nhé. Khi ở chế độ đầu tiên bạn thấy là cái thanh cái con trỏ của mình đang di này, bạn thấy nó đang là cái thanh dấu cộng rất dài và ở giữa nó là hình vuông, nó chả làm gì được cái gì cả. Đấy, không làm cái gì cả. Thế nhưng mà bây giờ khi bạn kích vào cái chữ line này, đấy, thì nó bỏ mất cái hình chữ nhật ở giữa nhá. Ý là lúc đấy bạn sẵn sàng cho việc vẽ đường thẳng mà bạn không cần phải chú ý đấy, không, tức là nó không không phải cho được chỉnh sửa nữa. Bạn như bạn muốn điểm khởi đầu của cái đường thẳng ở đâu, bạn kích vào, bạn di nó sang, ví dụ bạn di sang đây. Đấy. Bạn cứ vẽ cho đến khi nào bạn thấy chán, cho bạn lấy đủ thì dừng lại. Đấy, dừng lại nhé, đây cứ vẽ thì đủ thôi này. Đấy. Như vậy là mình chỉ cho các bạn này, thanh muốn vẽ đường thẳng là ấn thanh cụ này các bạn này ra nhé. Đấy, nhưng mà cái này nó sẽ làm người ta rất là nhiều thời gian. Đấy, cách thứ hai này, vẽ đường thẳng này dùng lệnh nóng nhé, đánh mỗi chữ L thôi, chữ L nhé. Đấy. Nhớ là chữ L chứ không phải chữ Y nhé. Đấy, nhìn thấy ảnh này tưởng tưởng chữ Y, đây chữ L nhé. Nào,
Bây giờ mình vẫn vẽ đường thẳng đúng không? Mình không tích vào đây nữa. Mình đánh chữ L này các bạn này. Đấy, bạn nhìn thấy không? Khi bạn đánh chữ L thì lập tức nó sổ ra một cái menu cho các bạn này. Đây chính là cái thông minh của CAD, đó là nó sẽ gợi ý cho các bạn những cái lệnh có liên quan đến chữ L. Thì cụ thể ở đây nếu bạn để nguyên này, L với Enter luôn thì nó mặc định đi vào cái ở trên này, vì cái L là dùng nhiều nhất nên nó hay dùng ở đây. Đấy, bạn L này, Enter này. Đấy. Cũng được, cũng vẫn ra được thẳng đường thẳng. Đấy. Theo ý mình. Đấy. Mình sẽ vẽ thử một cái chữ nhật nhé các bạn nhé. Đấy. À, khi mà bạn lệnh trước bạn làm chữ L rồi thì lần sau ngay sau đấy nhé, ngay sau đấy phải lưu ý là ngay sau đấy thì mình không cần phải làm chữ L nữa mà mình sẽ enter luôn, mình enter luôn này. Thì nó tự động nó nhìn đấy, bạn nhìn vào cái chỗ comment này thì tự động nó vào cái line chưa, có nghĩa là mình đang tiến vào cái phần gõ. À, mình vẽ đường thẳng thì sẽ vẽ một cái hình chữ nhật nhé các bạn nhé, không cần quan tâm độ dài nhé. Đấy, nhưng mà bây giờ muốn gióng đây sang các bạn là gióng sang đây sang này. Đấy. Đây sang này. Đấy, mà kết thúc hình chữ nhật rồi thì bạn enter. Đấy. Như vậy là mình có thể là vẽ được hình chữ nhật từ những đường thẳng riêng biệt. Tuy nhiên là các bạn sẽ thấy này, đôi khi máy các bạn không xuất hiện những cái việc gióng như vừa rồi. Đây mình sẽ làm lại nhé các bạn nhé. Đây các bạn này, khi các bạn dí lại gần những cái điểm này này, nó đang có những cái hình vuông. Đây, có những hình vuông, các bạn nhìn thấy hình vuông ở chỗ con trỏ mình này. Có nghĩa là đang gợi ý chúng ta đấy là những điểm giao cắt đầu nối của những cái đường thẳng hoặc là đường cong hay cái gì đó đi trước. Nhưng đôi khi các bạn sẽ thấy là cái phần mềm của các bạn không được định dạng sẵn thế này, hoặc đôi khi mình cũng không để ý hoặc là bị mượn máy người khác nên nó không có cái này lên nữa, thì bạn làm thế nào? Thì bạn lại đánh OS nhé, OS nhé, nhớ là OS nhé, là cái OSnap lên nhá. Thì cái việc mà mình bắt cái lệnh on ô snap on này. Đây này, khi bạn đưa lại gần này, này. Đấy. Thì bạn sẽ thấy là nó sẽ giúp cho bạn bắt các cái đường dễ hơn. Đấy. Bạn nhìn có F3, F11 nha, mình sẽ làm thử với F3 nhé. F3 này, thấy không? Khi bỏ cái tiêu tích đi cho các bạn nhé, mình làm lại cho các bạn này, Enter này các bạn, à cái OS này. Lúc trước này, thì nó bắt kích vào đây thì nó bắt điểm này. Nhá các bạn nhé, đây kích lại các bạn này, thấy không, đi đến đâu nó cũng có những cái gợi ý cho mình này, mình mong muốn này. Đấy. Đấy. Này, thế nhưng mà bây giờ mình lại tắt nó đi đây, ở F3 cũng được mà tích vào đây cũng được nhé các bạn nhé, thì các bạn cứ ấn OS này nó sẽ ra nhé. Nào bây giờ mình tích vào đây hoàn toàn là sẽ không hề, đây mình ấn lại lệnh like rồi này, là L này, bạn thấy không, L này, đây, L này, nhưng không hề có một cái dấu vuông của để chúng ta có thể gợi ý điểm bắt nhé. Như vậy chúng ta sẽ, nếu chúng ta có làm mịt thì chúng ta sẽ như thế này, không chính xác được nữa. Đấy, đây chính là cái nhược điểm của cái việc này. Đó. Thế thì lời khuyên cho các bạn trong trường hợp này, bạn cứ nên để cái, tức là nếu như vào máy người khác mà nó không có sẵn thì các bạn cứ vào đây bạn chỉnh sửa nhé. Đấy. Tiếp theo này, bạn làm xong cái đầy màn hình mà toàn những thứ linh tinh nháp này, muốn xóa đi, muốn xóa đối tượng này, thì bạn có hai cách này. Một là ấn phím đen này, delete này, sau khi mà chọn đối tượng này, hoặc là ấn E. Cách thứ hai là ấn E nhé, mình sẽ làm từ là bước một, làm từ bước một. Bạn muốn chọn đối tượng này, bạn V này, ví dụ như bạn muốn vế toàn bộ cái lô này thì bạn sẽ đưa con trỏ ra góc này, bạn V, bạn thấy V cái này rất chán đúng không, nó lại ra như này. Đó. Cách V thứ hai này, bạn để dưới góc bên này này. Đó. Tiếp theo này, phần mềm này nó có kiểu định dạng, nó chúng ta nhìn thấy là
nó sẽ về khó khăn hơn đúng không ạ? Chúng ta bạn mới làm bạn cứ làm thế này cũng được. Đây mình cần phím đen nhé, mất nhé các bạn nhé, đó mất nhé, đấy. Quét hết này mất đúng không, mất đúng không, đen nhé. Nhưng bây giờ ấy, các bạn thấy là sẽ có lưu ý là cái sự khác biệt giữa vê trái vê phải này. Nếu vê này ấy, nếu như không bao trùm được cái thiết bị của cái bộ đường ấy thì nó sẽ không mất, mất những cái đường mình không bao trùm. Ví dụ đây mình vê như này thì nó chỉ những cái nào nó bao trùm lên thì nó được chọn. Còn nếu như bạn đặt ở bên trái này thì nó sẽ chọn tất cả những cái, kể cả có một phần thì nó cũng chọn, phần nó cũng chọn nhé các bạn nhé. Lại này, lại này, V này, V từ từ trái sang thì khác với V từ phải sang ở cái điểm như vậy. V từ trái sang thì nó chỉ những đối tượng nào được trùm hoàn toàn trong vùng V, vùng mình V tròn đấy, mình V của nó mình chọn đấy thì nó mới được chọn đối tượng. Còn nếu như bạn chọn từ trái sang thì bạn chỉ cần chạm vào nó một chút thôi là nó đây, ví dụ cái đường ở phía trên này các bạn nhé, mình chỉ vê một đến một một phần của cái thanh đường thẳng trên cùng nhưng vẫn chọn được cả đường thẳng nhé. Đây chính là sự khác biệt của vê trái vê phải. Đấy, để chọn đối tượng nhé. Tiếp theo là bạn muốn xóa cách hai nhé, xóa bằng phím nóng nhé, phím nóng nhé, thì mình sẽ ấn phím E nhé, trên mặt phím của các bạn có cái chữ E, thì bạn ấn phím E rồi ấn Enter nhé, ấn Space này. Các bạn lưu ý là trong cái két thì bạn có thể ấn Space cũng được mà ấn Enter cũng được, bởi vì là hai phím này như nhau. Nhưng tuy nhiên là người ta hay dùng phím Space bởi vì là cái phím nó dài và nó tiện đối với ngón cái, như trong cái bản dạy võ mười ngón mình cũng đã nói đấy, là cái phím Space này giúp các bạn biết được cái cách sử dụng cái mười ngón. Đây bây giờ bạn muốn xóa này, mình lại chọn đối tượng này, bạn có hai cách là bạn ấn E trước cũng được, mà bạn chọn đối tượng xong bạn ấn E cũng được. Đây mình chọn đấy nhá, ấn E này, đấy nó sẽ sổ ra cái chữ erase là tẩy. Bạn có thể đánh cả chữ erase thì cũng được, mà nếu không thì bạn để một chữ E thì cũng được. Đấy, nó cũng xóa. E xong Enter xóa thì nó sẽ xóa. Cách thứ hai là mình ấn E trước. Bạn ấn E trước nhé, nó cũng ra E rồi. Lúc này này, bạn nhìn thấy này, cái con trỏ của bạn nằm trước này. Khi ấn E Enter thì con trỏ bạn đang từ gì? Đang từ cái dấu cộng mà có cái ô vuông ở giữa, nó đã được chuyển thành mỗi cái ô vuông này thôi. Lúc này bạn vê thoải mái các bạn này. Đấy, vê thoải mái nhé các bạn nhé. Đấy, vê từ trái sang này, thứ hai, vê từ phải sang này, đây vê từ trái sang này. Đấy, cứ làm thoải mái đi, làm thoải mái đi, hết đi. Vê chọn hết điện được, được hết. Vì đã chọn rồi không có nghe nữa nhá. Hôm này sau khi chọn xong này, đã nghe xong rồi này, chọn đối tượng này thì bạn sẽ ấn Space. Như vậy bạn xóa đối tượng của bạn đi rồi. Như vậy đây chính là cách để giúp các bạn là vẽ một cái đường thẳng trong két. Đấy nha, bây giờ mình xóa hết các bạn nhé. Như vậy với cái thao tác của một đường thẳng như này thì không có vấn đề gì. Và chúng ta thấy là hoàn toàn là có thể vẽ được những cái đường khác giống như thế thôi. Đấy. Và mình sẽ tìm hiểu tiếp về những cái chức năng liên quan đến OS bên trong này các bạn này. Các bạn sẽ thấy là sẽ trong này có nhiều chức năng khác liên quan đến cái phần chúng ta vẽ nhé. Các bạn thấy nên mình chỉ nói được mỗi được cái phần Object Snap On F3 thôi. Nhưng nếu như bạn mà lại sử dụng một cái nhiều những cái chức năng khác, ví dụ bạn muốn bắt vuông góc đây này, perpendicular này các bạn này, bạn muốn bắt vuông góc của một đường thẳng khác thì bạn kích vào đây, mình thử nhé các bạn nhé. Đấy, mình vẽ đường thẳng này, vẽ một cái đường thẳng này nghiêng như các bạn. Thế bây giờ mình muốn vẽ vuông góc của đường thẳng này, và đấy mình lệnh line này. Đây. Bình thường ấy thì chúng ta khó, nhưng mà chúng ta có cái lệnh vuông góc rồi nên chúng ta đưa cái con trỏ lại gần cái thanh thì bạn sẽ thấy là gì ạ,
cái có sẽ có một cái biểu tượng vuông góc nó chợt sáng xanh lên chỗ này đây, các bạn nhìn thấy đây. Điều đó giúp cho bạn là vẽ một cái đường thẳng vuông góc với cái đường này, như vậy nó vuông cứng luôn, các bạn nhìn thấy đúng góc này 90 độ luôn. Thế ngược lại bây giờ mình sẽ tắt cái chế độ này đi, mình bỏ tắt chế độ đi nhé, mình vẽ đường thẳng nhé, lại bắt đầu một điểm bất kỳ này, không hiển thị lên nữa, đúng không? Không hiển thị nó lại ra những cái điểm khác linh tinh nào đấy mà mình không phải là mong muốn của mình vuông góc. Như vậy bạn sẽ không bao giờ vẽ được đường vuông góc đến cái đường thẳng này chính một cách chính xác. Đây chính là cái gợi ý tốt cho các bạn là vẽ đường vuông góc. Tương tự như vậy nhá, nhắc lại này, nếu bạn vẽ vuông góc bạn thích vào đây. Tiếp tục này, bạn muốn vẽ vào cái trung điểm. Trung điểm tức là cái midpoint, nó ghi là midpoint là trung điểm nhé các bạn nhé. Midpoint này, ok này. Mình sẽ vẽ một đường, mình ấn tích vào rồi này, ấn line này, chọn điểm này. Các bạn đưa lại gần cái đường thẳng này, thì sẽ có một cái đường tam giác nó nổi lên. Thì khi đó bạn hiểu, à, cái điểm này chính là trung điểm của cái đường thẳng này, của cái đoạn thẳng này. Bạn vẽ vào đây. Đó, nhưng mà chắc chắn nó là chia đôi cái đường này ra này, hai nửa. Ví dụ bạn muốn vẽ tam giác ấy, mà được trung tuyến thì mình vẽ kiểu này là tiện nhất. Thử lại từ một đường điểm này nhỉ, đến cái trung điểm của cái đường thẳng này xem sao nhá. Đấy, bạn thấy không, lại gần nó mất đi, à, nó sẽ hiển thị cái tam giác. Enter. Như vậy bạn sẽ đã có được vẽ được hai đường thẳng mà nối được đến hai trung tuyến, à xin lỗi, nối được đến hai trung điểm của hai cái đoạn thẳng này. Tương tự đối với những cái khác, bạn hoàn toàn bắt được đến nối đến trung điểm này, à, đến center là cái tâm của đường tròn này, đây là tangent là cái tiếp tuyến của đường tròn này. Những cái này là khi gặp vào những video sau thì mình sẽ chỉ cho các bạn dần những cái chỗ này, nhưng mà chúng ta sẽ biết được cái midpoint này, biết được cái perpendicular này, biết được cái center này đã, mà chúng ta là học được thực tập được hai cái thứ này. Đấy. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ đã chỉ cho các bạn được cái cách để vẽ đường thẳng này, hiểu được các cái yếu tố căn bản ở trên cái AutoCAD. Các bạn cứ thực tập bằng này thứ đi để cho nó quen dần với cái nền của CAD. Cái việc quen với nó rất quan trọng, thì chúng ta sẽ, đây chính là cái tiền đề để làm được cái khó hơn. CAD nó nhiều chức năng lắm, bởi vì nó làm một cái phần mềm vẽ chuyên nghiệp, nhưng chúng ta có thể dùng ít thôi, nhưng chúng ta vẫn cần biết và chúng ta có thể sử dụng được ở trong cái phần điện của chúng ta là quý rồi. Thì phần trình bày ở trong video này đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Nếu bạn cần phần mềm AutoCAD, cách cài thì các bạn là cái địa chỉ email mình sẽ gửi lại cho các bạn qua email, không để trên sẵn là trên YouTube nữa, nên là các bạn cứ chủ động liên hệ. Xin chào các bạn.